chào các bạn. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách xác định được cái khả năng tích điện của pin điện thoại di động bằng cách các bạn đo nội trở cục pin nha. Thì như các bạn đã biết á, pin điện thoại di động á nó thường có hai loại nha các bạn. Ở đây á là nó sử dụng là pin lithium polymer và lithium ion ha. Cái trong những cái này á, các bạn có thể áp dụng luôn cho mấy cái cell pin 18650 nha các bạn. Mấy cái cell pin này cho cái cục sạc dự phòng. Còn mấy cell pin đây là cell pin của iPhone nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Nó có chữ là lithium ion nè hoặc là lithium polymer nè. Mấy pin này á, là các bạn áp dụng được nha. Thế thì ở đây các bạn, nội trở là gì? Đo nội trở như thế nào? Thì sau đây mình sẽ nói qua về cái nội trở nha các bạn. Cái nội trở của pin á chính là cái điện trở trong bên trong cục pin nha các bạn. Và khi mà sạc pin á thì chính cái nội trở của pin á nó sinh ra nhiệt và làm nóng pin. Thì khi mà bất kỳ pin nào cũng được để vô cái cắm vô máy các bạn sạc á, thì một thời gian một lúc sau á là các bạn sợ nó thấy nó ấm dần dần lên nó nóng nha các bạn. Thì đây là nội trở bên trong ha, nó làm cho pin nó nóng lên nha. Cái vấn đề thứ hai á là nó có tính chất là giống như điện trở nha các bạn, cái điện trở bình thường nha, là nó cản trở dòng điện nha các bạn, đồng thời nó cũng sinh ra nhiệt luôn. Rồi nếu mà cái điện nội trở của pin nó càng cao á, cái dòng điện của pin nó sẽ giảm nha các bạn. Thì theo định luật ohm á, I sẽ bằng U chia R, mà điện trở R cái là cái mình nói là cái nội trở của pin nó càng tăng lên á, thì cái dòng điện của nó, dòng điện vào nó sẽ càng giảm nha các bạn. Thì sạc pin sẽ lâu đầy hơn và rất mau nóng nha các bạn. Đồng thời nó làm giảm nhanh cái điện áp của cục pin khi mà điện thoại hoạt động, rồi rất nhanh hết pin. Đây mình ví dụ như trường hợp mà mấy cái máy điện thoại như thế này á, mấy cùi bóc hoặc là cái máy mà bình thường á, như bạn xài iPhone đi, các bạn sạc full đầy 100%, nhưng mà xài một lúc sau nó tụt pin rất nhanh nha các bạn. Hoặc là trong cái quá trình xài á, các bạn thấy nó rất cảm nhận là rất hao pin, rất mau xuống pin. Đồng thời á, cái mức 20, mình giả sử đi các bạn xài khoảng 20%, rồi các bạn bấm vài cái là cái nó tụt xuống còn 5% nha các bạn. Đây là những trường hợp mà pin rất là hao pin, pin không cầm. Thì những trường hợp này á, các bạn có thể tháo pin ra, các bạn đo nội trở của nó nha, để các bạn xác định được cái pin, cái nội trở của nó còn tốt hay không ha. Đây là một cái bảng giá trị nội trở mà các bạn kiểm tra trong cái khoảng phạm vi này, cái nào bên cái nào là tốt, cái nào không tốt nha các bạn. Nhưng nội trở mà các bạn đo được á, nó từ tới các bạn tính toán được nó từ 0,0 ohm đến 0,25 ohm á, thì cái dung lượng của pin của nó khá tốt nha các bạn. Nó nằm trong khoảng là từ 80 đến 95% hoặc 100% nha các bạn. Đối với mức 0 ohm nè. Còn từ mức 0,25 ohm mà các bạn đến mức 0,5 ohm á, các bạn tính toán được á, hoặc là bạn đo được, thì ở đây á, cái dung lượng pin á, nó sẽ còn là 40 nè đến 80% nha các bạn. Thì ví dụ như mình ở đây giả sử đi, cái mức là 0,25 ohm á, các bạn đo 0,25 ohm là nó còn 80% đi. Đến cái mức 0,35 ohm á là nó còn 60%. Còn nếu mức 0,5 ohm á nó sẽ còn 40% thôi các bạn. So với cái pin mới nha. Ở đây mình tính cái là cái mấy cái loại pin này á đã qua sử dụng rồi. Nói chung là có cái deadline, cái thời hạn của nó nạp xả, cái số lần nạp xả của trong của pin đó
là cái nội trở nó càng ngày nó càng tăng lên nha các bạn. Lúc đầu là các bạn có thể mua pin á, cái nội trở bằng 0 ohm, nhưng càng về sau á, cái nội trở nó sẽ tăng lên, nó càng tăng lên 0.25 ohm, 0.35 ohm, hoặc là 0.5 ohm á, rồi nó tăng đến 1 ohm. Trong cái khoảng này á các bạn, là cái pin của mình á là rất nhanh là hết pin, pin không cầm nha, không giữ được pin nhiều nha. Các bạn xài pin đó là rất hay bị tụt. Đây là phạm vi của nó, từ 0.5 ohm đến 1 ohm. Thì trong những cái giai đoạn này á, thì các bạn nên thay pin mới đi là vừa. Tại vì á, cái nội trở của pin nó làm hạn chế cái khả năng nạp pin. Rồi trường hợp mà khi mà nó có tải nha các bạn, nè, nó làm giảm nhanh cái điện áp của pin nè, khi mà điện thoại hoạt động rồi rất mau hết pin nè. Thì tiếp theo đây á, mình sẽ thử đo nội trở của hai cục pin nha các bạn, hai pin của iPhone nè. Thì đây là cái mạch của nó nha các bạn. R0 là nội trở cục pin nha các bạn. Cái V0 là cái điện áp của pin á, ở chế độ không tải nha, là các bạn không có mắc cái nguồn điện trở gì. Còn cái điện áp V1 á, là cũng chính là cái điện áp của pin luôn, nhưng mà các bạn mắc thêm tải vô. Tải của mình ở đây là con điện trở công suất nha các bạn. À, mấy con điện trở nè các bạn, mắc thêm vô cho các bạn mấy con điện trở công suất nè, mấy con điện trở xứ á. Nó để các bạn làm một con điện trở tải. Y là cái cường dòng điện nha các bạn, nó qua mạch ha. Ở đây mình nói về cái điện lực ôm. Cái giá trị cường dòng điện này nè, nó tỷ lệ nghịch với giá trị điện trở nha các bạn. Khi mà Y tăng lên nó thì R sẽ giảm, hoặc là khi mà R tăng lên nó thì Y sẽ giảm. Nói chung là tỷ lệ nghịch với nhau hai cái giá trị Y và R này nè. Mình sẽ nói về cái công thức mà để tính điện trở, nội trở bên trong á của cái cục pin này nè. Các bạn lấy cái điện áp khi mà không có tải, các bạn trừ đi cái điện áp có tải nha các bạn. Đồng thời các bạn chia Y là cái cường độ dòng điện đi qua tải nè. Đây là cái tính nội trở của pin nha. Thì đây, ở đây á, có 3 đại lượng mà các bạn cần xác định, là cái điện áp nè, không tải nè, rồi cái điện áp có tải nè. Tìm luôn cái giá trị cường độ dòng điện luôn qua cái con điện trở công suất này. Rồi từ đó các bạn tính ra cái nội trở của nó nha. Tiếp theo đây mình sẽ lập ra một cái bảng nha các bạn. Ở đây mình có hai cục pin ha. Rồi mà lập ra cái bảng mình đo giá trị là V0 á. V0 là điện áp của pin á lúc mà không có tải nha. Còn V1 là điện áp của pin có tải. Còn Y là giá trị cường độ điện đi qua cái điện trở tải nha các bạn, điện trở công suất á. Rồi ở đây á, mình sẽ đo điện áp trước nha các bạn. Mình dùng một cái đồng hồ á. Ở đây mình dùng đồng hồ số nha các bạn, mình chỉnh đến thang đo 20V nha. Rồi mình đo lần lượt cái pin này á, là pin thứ nhất nha các bạn, còn pin này pin thứ hai nha. Mình sẽ đo lần lượt các điện áp V0, V1 của pin thứ nhất, pin thứ hai luôn ha. Đây là cái con điện trở công suất nha các bạn, mình mắc thêm vô. Thì trước tiên á, các bạn mới như cục pin này các bạn xác định được cái độ âm độ dương á. Này cũng dễ nha. Hai chân bìa nè các bạn. Hai chân bìa của iPhone, pin này mình demo là cái máy iPhone thôi nha. Thì hai chân bìa đa phần là chân âm dương á. Rồi, mình sẽ đo điện áp trước nha. Mình coi điện áp nó bao nhiêu. Cái V0 này nè.
Pin thứ nhất là 3,7 nha các bạn, 3,7V nha. Rồi, cục pin thứ hai. Cục pin thứ hai là 4,14V nha các bạn. Ở đây mình ghi giá trị là 3,7 4,14 ha. 3,7V nè. 4,14V nè. Rồi, mình được hai giá trị này các bạn. Tiếp theo đây mình sẽ đi tìm cái điện áp V1 nha. Khi mà mắc tải vô. Nè các bạn mắc tải nối song song nè các bạn. Các bạn mắc tải vô cái cục pin của mình. Rồi các bạn đặt vô kế các bạn, đo điện áp trên đây luôn. Nói chung là các bạn mắc song song nha. Ở đây mình có cục pin như thế này. Có một con điện trả công suất nha. Mình bắt đầu mình nối vô thông pin nha các bạn. Đây là cái cục pin thứ nhất nha. Rồi các bạn kẹp hai que nối vào các bạn, hai chân của điện trả công suất á, các bạn kẹp cho hai đầu que luôn. Rồi các bạn chích vô hai cái chân của pin luôn nha. Rồi các bạn đo được cái giá trị điện áp khi mà mình mắc tải vô. Rồi, mình đo được cái chỉ là 3,68V nha các bạn. Đối với cục pin thứ nhất ha. 3,68. Rồi mình sẽ lấy cái cục pin thứ hai luôn nha. Rồi các bạn đo được là 4,13V. 4,13 nha, 3,68 với 4,13. Nè, chỗ này cục pin thứ hai là 4,13V nha. 4,13V. Này 3,68V. Đây mình được hai giá trị này nha các bạn. Rồi sau đây mình sẽ đo cái cường dồi điện của cục pin thứ nhất và cục pin thứ hai nha. Mình sẽ dùng một cái đầu nối nhanh nha các bạn. Rồi, các bạn nối vào một chân của con điện trở công suất này. Tiếp theo đây á, mình sẽ chuyển vào thang đo ampe kế nha các bạn. Ở bạn chị. Ở đây mình chuyển vào thang đo nhưng 10 ampe ha. Để mình đo cái cường độ điện nó bao nhiêu. Các bạn lấy que đen của đồng hồ á, các bạn gắn vô một cái đầu của điện trở công suất. Cái đầu mình mờ nối dây nha. Rồi cái que đỏ các bạn giữ nguyên nha. Rồi sau đó các bạn chích vô thôi. Đây là pin thứ nhất á, các bạn chích vô chân dương của nó. Đây, phía đây chân dương các bạn. Còn phía chân bìa bên đây á, bên tay phải của mình là chân âm ha. Rồi các bạn chích vô. Các bạn lấy cái đầu, một cái đầu điện điện trở công suất nè. Các bạn chích vô chân âm ha. Còn cái que đỏ là các bạn chích vô chân dương nha. Rồi, cái giá trị mình đo được là khoảng 0,02A nha các bạn. Đây là cục pin thứ nhất nha. Rồi mình lấy cục pin thứ hai mình đo luôn. Pin này hoàn toàn là pin cũ nha các bạn, không có mới. Mình lấy pin cũ mình thử test thử thôi. Rồi các bạn làm cũng làm tương tự ha. Rồi
cũng đo được giá trị là 0.02A nha các bạn. Vậy là hai pin mình đo giá trị điện áp với cái cường độ điện như nhau nha. Đây mình sẽ ghi là 0.02 nè. Ampere. Rồi sau đó các bạn được một cái bảng như thế này. Rồi các bạn áp dụng cái công thức á các bạn nè. Các bạn tính được cái nội trở của pin bằng các bạn lấy V0 trừ V1 chia Y nha các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ lấy một cái máy tính ha. Này các bạn, thứ nhất á, các bạn lấy 3.7 ha. Các bạn trừ đi 3.68. Các bạn được giá trị là 0.02, các bạn chia cho Y á là nó chính ra bằng khoảng 1 ohm nha các bạn. Cái trường hợp này á mình ghi được, mình tính được giá trị là 1 ohm ha. 1 ohm. Rồi còn đối với cục pin 2 thứ hai á, các bạn cũng làm tương tự thôi. Các bạn lấy 4.14 này trừ 4.13 chia 0.02. 4.14 nè. Trừ 4.13 chia 0.02. Rồi các bạn ra được khoảng là 0.5 ohm nha các bạn. Đối với cục pin thứ hai ha. 0.5 ohm. Mà các bạn thấy không? Đo được hai giá trị khác nhau nha các bạn. Một cái là 1 ohm, một cái là 0.5 ohm nha các bạn. Thì như lúc nãy mình nói á, hai cục pin này là hai cục pin cũ ha, đã qua sử dụng rồi nha các bạn. Khá cũ ha. Cái giá trị của nó đó các bạn nhìn trong khoảng nè, nằm khoảng này nè. Nó từ là 0.5 ohm nè đến 1 ohm nha các bạn. Thì pin của mình á, nó nằm trong giai đoạn này á, thì là nó rất nhanh hết pin nha. Nó hao pin đó. Xài rất nhanh hết và pin ở đây nó không cầm nha các bạn. Nó tụt pin rất nhanh. Trường hợp ví dụ như các bạn ở trên đây á, khoảng 100% thì nó xài chút xíu á, nó sẽ giảm xuống liền. Nó khoảng 85 hoặc 70%. Ở nhiều trường hợp mà các bạn xài đến khoảng 20% á, nó tụt một cái là nó còn khoảng 5% rồi tắt nguồn luôn nha các bạn. Đối với những cái trường hợp mà các bạn đo được cái nội trở pin đó, nó lớn như thế này. Còn nếu mà cái trường hợp mà nội trở pin các bạn là đo nó càng thấp á thì pin nó càng tốt nha các bạn. Tại vì lúc này khi mà các bạn sạc pin vô á là pin nó sẽ giữ được pin. Đồng thời á cái nội trở nó thấp á, nó làm cho pin, cái dòng sạc pin nó vô rất nhanh ha. Pin nó không bị nóng ha. Rồi, vậy là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách đo nội trở của pin nè. Rồi các bạn xác định được cái giá trị được cái nội trở của nó nằm trong khoảng nào á thì cái pin của mình còn sử dụng được nha các bạn. Còn đối với cái giá trị pin mà nó nằm trong khoảng từ 0.5 ohm trở xuống á, 0.5 ohm đến 1 ohm á, là trường hợp này nó nhanh pin hết pin nha và pin nó không cầm nha các bạn. Thì đối với những trường hợp này á, thì các bạn chỉ có nên thay pin mới thôi. Còn nhiều những bạn mà nói chung là cố gắng xài. Các bạn chữa cháy thôi để sử dụng khi nào, đến khi nào các bạn có đủ thời gian và điều kiện các bạn mua pin mới các bạn nên thay nha các bạn. Trước khi mà các bạn sử dụng những cái pin mà có nội trở trở cao như thế này á, thì cái khả năng tích trữ pin đây á, nó không bằng như cục pin lúc đầu mới mua. Rồi cái khả năng mà trao đổi ion bên trong á, rồi chất điện phân bên trong á, nói chung là cái hóa chất bên trong nó đã thay đổi rồi nha các bạn.
nên nó không còn như lúc đầu nữa. Thì những cái trường hợp này các bạn là nên mua những cái cục pin mới cho mình nha. Nè, những cục pin thế này á, thì pin mới các bạn về các bạn thay là nó ok nha các bạn. Tất cả cái những pin này á, thì cái nội trở nó rất thấp nha. Rồi và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.